Thế giới tuần qua chứng kiến các màn chạy đua tập trận vô cùng gay cấn giữa hàng loạt các cường quốc trên thế giới. Mỹ và Ấn Độ tuyên bố sắp tập trận ngay vùng biên giới nhạy cảm của Himalaya. Trung Quốc lập tức tung tên lửa dàn mặt. Bắc Kinh cũng không quên khẳng định uy lực của mình khi huy động không quân, hải quân, lục quân ồ ạt tập trận trên khắp cả nước. Nước này cũng triển khai lực lượng diễn tập quét mìn suốt 5 ngày trên Biển Đông. Hoa Kỳ cũng không kém cạnh khi cùng hàng loạt đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia tập trận nối sóng Thái Bình Dương với vô vàn khí tài mạnh mẽ. Đức cũng gây bất ngờ với việc triển khai tiêm kích lớn nhất đến Úc tập trận với 16 nước. Không nằm ngoài cuộc chơi, Nga cũng cùng đồng minh tập trận, chứng tỏ sức mạnh quân sự với thế giới. Song song với đó, tuần qua, Moscow và Washington cũng đua nhau công bố những khí tải tối tân, uy lực khiến nhiều người choáng ngợp. Đó là gì? Chảo lửa Đông Âu đang sôi sục đến mức nào? Tại sao nơi này có thể trở thành ngòi nổ cho những thảm họa hạt nhân khủng khiếp? Xung đột căng thẳng còn xảy ra ở những đâu trên thế giới? Tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thế giới trong tuần. Thưa quý vị, thế giới tuần qua đã chứng kiến những màn so kè nghẹt thở giữa các cường quốc. Trong đó, những ông lớn như Mỹ, Nga, Trung liên tục phô trương cơ bắp với việc công bố hàng loạt khí tải tiên tiến uy lực. Cùng với đó là các màn tập trận quy mô trên khắp thế giới. Hãy cùng theo dõi toàn cảnh cuộc đua gay cấn tuần qua với cuộc tập trận ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, theo trang tin Drive, Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ tập trận ở một điểm nóng tranh chấp thuộc khu vực biên giới Ấn-Trung. Cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm mối quan hệ Mỹ-Trung xuống thấp chạm đáy. Theo sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan trong tuần đầu tháng 8. Cuộc tập trận mang tên Yudh Ahiyas, có nghĩa là rèn luyện chiến đấu, diễn ra 2 năm một lần. Từ năm 2002 đến nay, hai đồng minh Hoa Kỳ và Ấn Độ đã tập trận như vậy 18 lần. Năm nay, nó được tiến hành ở bang Uttarakhand của Ấn Độ, thuộc dãy Himalaya ở độ cao hơn 2.700m. Địa thế của nơi này phù hợp để tập luyện chiến đấu trên khu vực núi cao và thời tiết lạnh giá khắc nghiệt. Theo The Drive, cuộc tập trận năm nay diễn ra từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 10. Trong cuộc diễn tập năm ngoái, tổng cộng 300 binh sĩ lục quân Mỹ và 350 lính lục quân Ấn Độ đã tham gia. Nội dung diễn tập bao gồm phối hợp chống bạo lực cực đoan, không vận sơ tán trong trường hợp y tế khẩn cấp, đào tạo leo núi, bắn súng ngắn, v.v. Theo The Drive, dù thông tin về cuộc tập trận tháng 10 còn khá ít ỏi, nhưng địa điểm diễn ra lại rất đáng chú ý. Ấn Độ đã tổ chức tập trận ở bang Uttarakhand vào năm 2007, 2014, 2016 và 2018. Tuy nhiên, thao trường vẫn cách biên giới Ấn-Trung khoảng chừng 300 km. Còn năm nay, địa điểm ở gần thành phố Auli chỉ cách đường kiểm soát thực tế LAC có 100 km. LAC là đường biên giới không rõ ràng giữa hai nước hàng xóm hạt nhân, có chiều dài tới khoảng 3.380 km. LAC được thiết lập lỏng lẻo theo sau chiến tranh biên giới Trung Ấn, bùng nổ vào ngày 20 tháng 10 năm 1962. Theo đó, cuộc tập trận Mỹ-Ấn sắp tới cũng rơi vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm cuộc chiến. Hiện giờ, căng thẳng biên giới Trung Ấn được ví như một ngòi nổ tiềm tàng. New Delhi tin rằng nhiều khu vực biên giới là thuộc vào Kashmir của Ấn Độ, trong khi Bắc Kinh lại nói nó thuộc về khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Trang tin The Drive chỉ ra, năm ngoái cuộc tập trận chung diễn ra ở thành phố Anchorage, bang Alaska, Hoa Kỳ. Có thể thấy nếu như muốn tránh mọi hiểu lầm đáng tiếc, Washington và New Delhi có thể thực hiện cuộc tập trận năm nay ở một nơi trung lập hơn. Tuy nhiên, quyết định của Mỹ-Ấn có lẽ cho thấy họ vừa muốn binh sĩ làm quen với nhiều điều kiện địa hình, vừa thể hiện cam kết thắt chặt quan hệ đồng minh để cùng đối phó với Trung Quốc, trang The Drive nhìn nhận. Trong khi Mỹ-Ấn chuẩn bị tập trận chung trên dãy Himalaya vào tháng 10, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, Bộ Tư lệnh Chiến khu Tân Cương của quân đội nước này cũng vừa thử nghiệm tên lửa phòng thủ đất đối không cải tiến ở khu vực có địa hình cao. Liệu đây có phải là sự răn đe đối với cuộc tập trận của đối thủ hay không? Theo tờ South China Morning Post, các nhà quan sát quân sự cho rằng vũ khí vừa được thử nghiệm dường như là tên lửa phòng không HQ-17A, là một phần trong hệ thống tích hợp có thể gắn trên một phương tiện, được đánh giá cực kỳ linh động và chính xác. Một nhà phân tích nói rằng các vụ thử nghiệm tên lửa ở Tân Cương thể hiện sự răn đe trước thềm Mỹ-Ấn tập trận.
Đài CCTV ngày 15 tháng 8 cho biết, Bộ Tư lệnh Chiến khu Tân Cương tiến hành diễn tập bắn đạn thật, sử dụng loại tên lửa đất đối không mới. Địa điểm nằm ở độ cao hơn 4.500 mét. Tên lửa đã đánh trúng một máy bay mục tiêu bay ở độ cao thấp trong nỗ lực khai hỏa đầu tiên. Thưa quý vị, Yue Gang, một đại tá lục quân Trung Quốc đã về hưu, cho rằng cuộc diễn tập sử dụng loại mới cải tiến của tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-17A là một phần trong hệ thống được biên chế cho chiến khu Tân Cương vào tháng 5 năm ngoái. HQ-17A lần đầu tiên được công bố vào năm 2019. Ông Yue nói nó có thể ngăn chặn nhiều mục tiêu, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa không đối đất và tên lửa hành trình. Theo ông Yu, vụ phóng thử tên lửa ở Tân Cương thể hiện mối lo ngại của Bắc Kinh đối với cuộc tập trận tháng 10 của Ấn Độ và Mỹ. Quân đội Trung Quốc đã tiến hành bài diễn tập tấn công tên lửa đáng chú ý trên cao nguyên với mục đích săn đe và đáp trả, ông Yu nói. Cuộc tập trận của Mỹ-Ấn Độ là nhằm thị uy sức mạnh ngay trước cửa nhà của Trung Quốc. Tống Trung Bình, chuyên gia bình luận quân sự ở Bắc Kinh cũng tán thành ý kiến. Là một phiên bản mới của hệ thống phòng không HQ-17 vừa được đem ra thử nghiệm. Nhưng ông Tống nói đây là hoạt động thông thường chứ không liên quan gì đến kế hoạch tập trận của Mỹ và Ấn Độ. Thưa quý vị, tuần qua, Trung Quốc cũng đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận quy mô. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm 14 tháng 8 đã phát sóng thêm các hình ảnh tập trận bắn đạn thật của quân đội nước này ở vùng miền Đông và các vùng sa mạc. Hình ảnh CCTV cho thấy Hải quân Trung Quốc khai hỏa từ một chiến hạm, trong khi các phương tiện quân sự và bộ binh phóng tên lửa, các lực lượng cảnh sát vũ trang ở khu tự trị Tân Cương đổ bộ từ các trực thăng. Trong cuộc diễn tập, binh sĩ đã phóng nhiều tên lửa phòng không, đồng thời tiêm kích cũng diễn tập cất cánh vào ban đêm. Mục đích của tập trận ở Biển Đông nhằm kiểm tra mức độ hiệu quả các loại vũ khí và thiết bị và cải thiện năng lực của binh sĩ để giành chiến thắng, theo CCTV đưa tin. Trung Quốc đã tiến hành tập trận không ngừng sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Bắc ngày 2 tháng 8. Từ ngày 4 tháng 8, Trung Quốc bắt đầu tập trận không quân và hải quân ở khu vực. Trong một diễn biến khác, 13 tiêm kích Trung Quốc đã băng qua cái gọi là đường trung tuyến giữa eo biển Đài Loan ngày 13 tháng 8, theo cơ quan phòng vệ của hòn đảo cho biết. Trước dừng lại ở đó, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA cũng cung cấp thông tin Hải quân nước này diễn tập quét mìn trên Biển Đông kéo dài 5 ngày. Nhiệm vụ tiến hành bởi một tiểu đoàn quét mìn bao gồm triển khai các tàu quét mìn kiểu 082, 2 Hà Giản và Xích Thủy, theo một thông báo của PLA. Tờ South China Morning Post cho rằng đây dường như là lần đầu tiên tàu Hà Giản tham gia vào một cuộc tập trận. Mặt khác, đây là tháng thứ tư liên tiếp Hải quân tiến hành diễn tập quét mìn, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong kịch bản bùng nổ xung đột ở eo biển Đài Loan. Theo thông báo, nhiều tàu chiến đã tham gia vào nhiệm vụ nhằm kiểm tra các năng lực lập kế hoạch, liên lạc và ứng phó khẩn cấp. Thông báo của PLA nói thêm, các tàu Hà Giản và Xích Thủy đã thành công tháo gỡ các mục tiêu thủy lôi nổi và chìm dưới nước. Cuộc tập trận còn bao gồm nội dung bắn pháo và thả thiết bị vô hiệu hóa thủy lôi. Hồi tháng 1, Đài Loan đã biên chế các tàu đặc mìn mới, có thể tự giải một lượng lớn loại thủy lôi nhỏ nhưng mạnh mẽ. Những tàu này có tốc độ cao và đáng chú ý nhất là giúp Đài Loan không cần sử dụng đội người nhái. Từ năm 2017 đến 2021, lực lượng phòng vệ trên biển Đài Loan đã phân bổ 33 tỷ đô la để xây dựng 4 tàu đặc mìn tốc độ cao nhằm nâng cao khả năng phòng thủ xung quanh hòn đảo. Trong diễn biến đáng chú ý, Reuters đưa tin, ngày 18 tháng 8, lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan đã phô diễn trước báo chí các loại vũ khí phòng không mạnh bậc nhất trong cuộc tập trận nhằm đáp trả các hoạt động quân sự gần đây của Trung Quốc. Theo Reuters, các phi công ở căn cứ chủ chốt Hoa Liên đã khai hỏa súng phòng không GDF-006 do Thụy Sĩ sản xuất và hệ thống Thiên Cung 3, tức cung bắn trời, một hệ thống tên lửa đất đối không phức tạp có thể bắn được cả tiêm kích lẫn tên lửa. Và hôm 18 tháng 8 là ngày thứ hai, chính quyền Đài Loan tổ chức cho báo chí quan sát và ghi hình hoạt động diễn tập của lực lượng phòng vệ. Nói với truyền thông, phi công Chen Taehwan cho biết, chúng tôi không hồi hộp trong suốt thời gian Trung Quốc tập trận, vì chúng tôi cũng luôn sẵn sàng triển khai tên lửa suốt 24/7. Khi Trung Quốc hành động, chúng tôi cũng chuẩn bị kỹ càng. Theo đài NHK, chính quyền Đài Loan thông báo vừa mở một trung tâm nghiên cứu và phát triển mới về máy bay không người lái UAV. Trung tâm này đặt ở huyện Giang Nghĩa, miền Nam hòn đảo, với sự tham gia của ngành công nghiệp, chính quyền và các nhà khoa học.
Trung tâm đang được thiết lập bởi các nhà sản xuất UAV tư nhân, các bộ phận trong cơ quan phòng vệ Đài Loan và một số trường đại học. Mục tiêu là khai thác công nghệ UAV tiên tiến nhất, tích hợp trí tuệ nhân tạo và những ứng dụng khác. Tại lễ khai mạc ngày 13 tháng 8, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cùng với các quan chức an ninh đã đến tham dự. Bà Thái phát biểu, chiến sự ở Ukraine đã cho thấy tầm quan trọng của UAV và hy vọng ngành này ở Đài Loan sẽ phát triển mạnh mẽ. Bà Thái nhấn mạnh, Đài Loan sẽ tăng cường năng lượng tự vệ. Theo đài NHK, Đài Loan rõ ràng đang tăng cường nỗ lực sản xuất đại trà UAV tiên tiến, trong khi chịu nhiều áp lực về chính trị và quân sự. Thưa quý vị, eo biển Đài Loan sôi sục, vùng biển Indonesia cũng dậy sóng. Tuần qua, Mỹ cùng các đồng minh đã hoàn thành cuộc tập trận siêu lá chắn Garuda ở khu vực này vào hôm 14 tháng 8. Đây là cuộc tập trận chung thường niên giữa lục quân Mỹ và Indonesia từ năm 2007. Tuy nhiên, cuộc tập trận năm nay có quy mô lớn nhất và lần đầu chứng kiến sự tham gia toàn diện của Nhật Bản, Úc, Singapore. Tập trận siêu lá chắn Garuda năm nay có 14 nước tham gia, trong đó bao gồm Canada, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, New Zealand, Hàn Quốc, Papua New Guinea, Đông Timor và Vương quốc Anh. Ngày 3 tháng 8, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tham gia diễn tập chung với quân đội Mỹ và Indonesia ở Batu Raja, một thị trấn ven biển ở phía nam đảo Sumatra của Indonesia. Vào khoảng 10 giờ sáng, một vận tải cơ C-130 của Mỹ xuất hiện trên bầu trời mưa phùn với một tiếng gầm mạnh mẽ. Từ độ cao khoảng 300 mét, binh sĩ ba nước đã lần lượt nhảy dù từ các máy bay. Sau đó, lính dù tiến hành di chuyển có trang bị vũ khí. Đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tiến hành huấn luyện nhảy dù đổ bộ ở Indonesia. Trung tướng Kizuki Ushijima của Nhật Bản cho biết vào lễ bế mạc tập trận rằng huấn luyện nhảy dù luôn tồn tại nguy hiểm lớn. Vì vậy, rất đáng giá khi ba nước đã có thể tiến hành nội dung này một cách an toàn nhờ hiểu rõ binh sĩ mỗi nước được huấn luyện khác nhau. Tướng Andika Perkasa, chỉ huy các lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia lưu ý, cuộc tập trận siêu lá chắn Garuda không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, cuộc tập trận nhằm củng cố sự liên lạc giữa quân đội các nước trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương có nhiều biến động. Cuộc tập trận cũng dành nhiều sự quan tâm đến Trung Quốc, theo Nikkei. Thưa quý vị, cũng theo Nikkei Asia bình luận, dù Trung Quốc đã nhanh chóng bắt kịp với Mỹ về sức mạnh quân sự ở Thái Bình Dương, nhưng họ thiếu mạng lưới kết nối mạnh mẽ với các đối tác và đồng minh. Việc 5.000 binh sĩ từ nhiều nước khác nhau ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cùng tham gia tập trận là một màn thị uy sức mạnh. Washington hy vọng mối quan hệ đối tác của họ có thể tạo ra sức mạnh răn đe ở khu vực. Một nội dung tập trận đã diễn ra ở đảo Singkep thuộc quần đảo Riau của Indonesia và cả ở quần đảo Natuna. Rõ ràng, các cuộc diễn tập này có mục đích bảo vệ những hòn đảo xa xôi với quần đảo Natuna là trọng tâm. Tướng Charles Flynn, chỉ huy lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương, khi phát biểu bế mạc tập trận, đã kêu gọi tất cả các nước tham gia hãy tăng cường huấn luyện, xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau và hướng đến cuộc tập trận năm sau với nỗ lực lớn hơn nữa. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tham gia diễn tập nội dung cảnh báo tên lửa, tìm kiếm và theo dõi tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi Hawaii, theo Lầu Năm Góc cho biết vào ngày 15 tháng 8. Cuộc diễn tập tiến hành từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 8 nhằm chứng minh quyết tâm của ba quốc gia đồng minh để ứng phó với những thách thức của Triều Tiên và nhằm bảo vệ an ninh chung, củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, theo Lầu Năm Góc tuyên bố. Triều Tiên đã có số lần thử tên lửa đạt kỷ lục trong năm nay, bao gồm phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất. Washington và Seoul cũng lo ngại Bình Nhưỡng có thể thực hiện vụ thử hạt nhân thứ bảy bất kỳ lúc nào sau 5 năm tạm ngừng. Ngoài những cuộc tập trận nói trên, Nga đang lo ngại Mỹ sẽ dẫn đầu AUKUS gồm cả Anh, Úc diễn tập hạt nhân. Nói về nguy cơ trên, theo hãng tin RT, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 16 tháng 8 cho rằng Hiệp ước An ninh AUKUS giữa Mỹ, Anh, Úc có thể là ngòi nổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nếu AUKUS tiến hành các cuộc diễn tập hạt nhân thì tình hình rất nghiêm trọng. Ông Shoigu nói, AUKUS có khả năng trở thành liên minh quân sự chính trị và không loại trừ việc chương trình hạt nhân của NATO hay các cuộc diễn tập hạt nhân chung sẽ bị mang tới khu vực. Nó là một mồi nổ, dù vậy có thể nói đó chính xác là mục tiêu của Hoa Kỳ. Được biết, thỏa thuận AUKUS giúp Úc có thể sở hữu công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhờ sự giúp sức của Anh và Mỹ.
Vào tháng 4, các nhà lãnh đạo AUKUS ra tuyên bố chung khẳng định cam kết về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington không dự định thành lập một NATO ở châu Á. Dù vậy, lãnh đạo đối lập kiêm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton hồi tuần trước đã hối thúc chính phủ cần có tàu ngầm hạt nhân càng sớm càng tốt do những căng thẳng sụp sôi giữa Mỹ với Trung Quốc ở khu vực, theo RT. Cũng liên quan đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thưa quý vị, Đức đang thể hiện sự tập trung mạnh mẽ hơn vào khu vực chiến lược này thông qua việc gửi 13 chiến đấu cơ đến tham gia các cuộc tập trận chung với Úc. Đây cũng là đợt triển khai lớn nhất của không quân Đức trong thời bình, cho thấy Berlin đang cực kỳ lo ngại về những sóng gió nổi lên ở vùng biển này. 6 tiêm kích Eurofighter và 3 máy bay tiếp nhiên liệu A330 đã cất cánh từ Đức, thực hiện hành trình 3 ngày đến Úc. Tại xứ sở chuột túi, các chiến đấu cơ Đức đã hội ngộ các vận tải cơ A400M được Berlin triển khai từ trước, và tất cả cùng tham gia vào cuộc tập trận Pitch Black diễn ra 2 năm một lần với sự góp mặt của 16 nước. Trước chuyến bay, sếp không quân Đức Ingo Gerhardt nói với phóng viên rằng nhiệm vụ bao gồm bay vòng qua Nhật Bản và Hàn Quốc. Các phi công cũng thực hiện khoảng 200 lần tiếp nhiên liệu trên không. Thưa quý vị, khi được hỏi liệu các chiến đấu cơ có đi qua Biển Đông và eo biển Đài Loan hay không, ông Gerhardt cho biết tiêm kích sử dụng tuyến đường hàng không dân dụng và không có kế hoạch đi qua eo biển Đài Loan. Chỉ huy không quân Đức nói thêm, nhiệm vụ triển khai là nhằm gửi thông điệp đến các đồng minh của Berlin thay vì tới Bắc Kinh. Tôi không nghĩ chúng tôi đang gửi lời răn đe gì tới Trung Quốc khi tới tập trận ở Úc, ông Gerhardt nói. Trước đó, đại sứ Úc tại Đức Philip Green cũng nhấn mạnh không có lý do gì để Bắc Kinh xem cuộc tập trận thường kỳ là gây mất ổn định khu vực. Chúng tôi đang muốn đảm bảo một khu vực ổn định, hòa bình và thịnh vượng, cân bằng chiến lược, nơi mỗi quốc gia đều có thể đưa ra các quyết định chủ quyền của riêng mình, đại sứ Green nói với báo chí khi được hỏi về thông điệp dành cho Trung Quốc. Theo Reuters, năm ngoái, một chiến hạm Đức cũng có lần đầu tiên tuần hành đến Biển Đông trong khoảng 20 năm. Động thái cho thấy Berlin đã cùng các nước phương Tây khác tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực. Bên cạnh việc gia tăng hoạt động quân sự tại các vùng biển chiến lược ở Thái Bình Dương, Mỹ cũng đang có nhiều động thái nỗ lực kiềm chế ngòi nổ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Theo tờ South China Morning Post, Mỹ và Hàn Quốc ngày 17 tháng 8 tuyên bố sẽ tăng cường tập trận chung và thắt chặt hợp tác an ninh với Nhật Bản giữa những căng thẳng ở khu vực. Hai đồng minh Washington và Seoul cũng xác nhận họ có thể triển khai các khí tài chiến lược của Mỹ đến bán đảo Triều Tiên nếu như Bình Nhưỡng thực sự tiến hành vụ thử hạt nhân thứ Bảy. Tuyên bố chung của Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc là bằng chứng mới nhất về mối quan hệ ngày càng thắt chặt của liên minh này. Trong bối cảnh quan hệ Washington và Bắc Kinh ngày càng xuống thấp, còn bán đảo Triều Tiên thì cũng bị đe dọa bởi kho vũ khí hạt nhân. Tuyên bố chung Mỹ-Hàn được đưa ra ngay sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa hành trình ở ngoài khơi bờ biển phía Tây ngày 17 tháng 8. Trước đó mấy ngày, Trung Quốc cũng đã phóng một loạt tên lửa bay qua đảo Đài Loan và Nhật Bản. Tuyên bố chung đã viết, các quan chức Mỹ đã tái khẳng định cam kết vững như bàn thạch của Washington đối với sự phòng vệ của Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ tăng cường mọi năng lực của quân đội Mỹ, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa, vũ khí thông thường và hạt nhân, cũng như các năng lực phi hạt nhân tiên tiến khác. Tuyên bố được đưa ra 2 ngày sau cuộc họp của các quan chức cấp cao ngành quốc phòng hai nước ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, tức là sự kiện đối thoại quốc phòng phối hợp Hàn Quốc-Hoa Kỳ lần thứ 21. Chính phủ hai nước trong những tháng gần đây đã cảnh báo Bình Nhưỡng có thể thử vũ khí hạt nhân lần thứ 7 vào bất kỳ lúc nào. Tuyên bố chung của Mỹ-Hàn có đoạn viết, hai bên xác nhận nếu Triều Tiên thử hạt nhân, Hàn Quốc và Mỹ sẽ phối hợp phản ứng chung một cách mạnh mẽ và cứng rắn, bao gồm phương án triển khai tài sản chiến lược của Mỹ đến khu vực. Định nghĩa tài sản chiến lược thực ra có nhiều cách diễn giải và không rõ Washington có thể triển khai những khí tài nào tới bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, cách nói này thường đề cập đến khí tài có thể phóng vũ khí hạt nhân, chẳng hạn như các oanh tạc cơ hay tàu sân bay, những thứ mà Seoul không sở hữu. Mỹ đã loại bỏ vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc từ năm 1991, nhưng chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol đang kêu gọi tái triển khai. Hiện Mỹ vẫn đang duy trì 30.000 binh sĩ của mình ở Hàn Quốc. Theo Bộ Quốc phòng hai nước, Mỹ-Hàn dự kiến bắt đầu tập trận lớn vào tuần tới để củng cố sự sẵn sàng chiến đấu. Vào đầu tuần này, Lầu Năm Góc cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản cũng vừa hoàn thành cuộc tập trận hải quân chung ở gần Hawaii. Nội dung diễn tập bao gồm cảnh báo tên lửa, tìm kiếm và theo dấu tên lửa đạn đạo, với mục đích là ứng phó với những thách thức từ Triều Tiên.
Thưa quý vị, không chỉ Mỹ, Trung thể hiện uy lực qua các cuộc tập trận, Nga cũng đang tiến hành các cuộc huấn luyện với đồng minh để gửi thông điệp cứng rắn về sức mạnh quân sự của mình đến phần còn lại của thế giới. Theo truyền thông Iran đưa tin, Nga đã lần lượt tham gia các cuộc tập trận quân sự lớn cùng với các đồng minh thân cận là Iran và Venezuela. Trong đó thì Moscow cử lực lượng quân sự của mình đến miền trung Iran để tham gia tập trận cùng với lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng nước này xác nhận họ đang tổ chức các cuộc tập trận chung bằng máy bay không người lái với Nga tại căn cứ không quân Kashan, Belarus và Armenia cũng tham gia các hoạt động huấn luyện quân sự chung năm nay. Song song với đó, Moscow cũng đã điều một nhóm binh sĩ bắn tỉa đến Venezuela để tập trận chung với quốc gia Mỹ Latin này. Cả hai cuộc tập trận quân sự nói trên đều bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 trong khuôn khổ các cuộc tập trận quân sự quốc tế năm 2022 của Nga. Trong thông điệp phát đi cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, tướng Vladimir Pratino Lopez cho biết, mục tiêu của các cuộc tập trận là thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các đồng minh với nhau. Đây là cơ hội để các lực lượng trao đổi kinh nghiệm tác chiến. Truyền thông Iran cho biết thêm, bên cạnh tập trận, Venezuela cũng đã triển khai 200 binh sĩ đến Nga để tham gia các hoạt động quân sự khác. Được biết, các cuộc tập trận quân sự giữa Nga và các đồng minh được tổ chức thường niên từ năm 2015. Theo sáng kiến của Nga, với sự góp mặt của khoảng 30 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Iran, Ấn Độ, Cuba, Myanmar, Belarus, Armenia. Thưa quý vị, hiện Nga đang có mối quan hệ căng như dây đàn với NATO, nhất là sau khi khối quân sự phương Tây này quyết định kết nạp thêm hai nước Thụy Điển và Phần Lan, bất chấp ánh nhìn khó chịu từ Moscow. Tuần qua, các máy bay B-52 của Mỹ đã ném bom trong cuộc tập trận ở Thụy Điển, theo Sputnik News, dẫn nguồn không quân của quốc gia Bắc Âu này cho biết. Stockholm khẳng định cuộc tập trận nhằm nâng cao năng lực phòng thủ quốc gia trong lúc họ đang cùng phía hàng xóm Helsinki chờ được phê duyệt tham gia vào Liên minh quân sự NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist đã gọi đợt tập luyện vừa qua là một tín hiệu quan trọng. Trong cuộc tập trận ở hạt Norrbotten, cực Bắc Thụy Điển, các máy bay B-52 của Mỹ đã ném bom vào mục tiêu trên thao trường, đánh dấu lần đầu tiên kiểu tập trận này diễn ra trên đất Thụy Điển. Trước đó thì hai máy bay Mỹ đã được hộ tống bởi các chiến đấu cơ JAS-39 Gripen của Không quân Thụy Điển. Tổng cộng có 3 quả bom ném trúng các mục tiêu được quân đội Thụy Điển đánh dấu trên mặt đất. Tư lệnh Không quân Thụy Điển Karl Johan Estrom khẳng định, các cuộc diễn tập như vừa rồi chứa đựng nhiều yếu tố, từ sự phối hợp, kết nối và hộ tống trong không phận Thụy Điển đến khai hỏa hiệu quả vào các mục tiêu đối phương. Cuộc tập trận nhằm kiểm tra toàn bộ quy trình tấn công có hoạt động tốt hay không. Tư lệnh Estrom nói thêm, xung đột ở Đông Âu cho thấy rõ tầm quan trọng của năng lực tấn công tầm xa. Kỹ năng mà chúng ta đang rèn luyện sẽ giúp củng cố đáng kể sức mạnh quốc phòng của chúng ta và cũng là điều quan trọng khi Thụy Điển đang nỗ lực gia nhập NATO, ông Estrom nói thêm. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist đã mô tả đợt tập luyện vừa qua là cần thiết và là một tín hiệu quan trọng. Không quân Na Uy cũng tham gia vào cuộc tập trận vừa rồi, theo Sputnik News. Quý vị đang theo dõi Thế giới trong tuần. Thưa quý vị, bên cạnh các cuộc tập trận rầm rộ, các cường quốc cũng đang khẳng định uy lực của mình thông qua các dàn khí tài tối tân. Đơn cử, theo trang RT của Nga, hôm 14 tháng 8, đại diện tập đoàn sản xuất vũ khí Kalashnikov của Moscow cho biết, lực lượng xứ Bạch Dương sẽ được trang bị súng tiểu liên PPK-20 tốt nhất trên thế giới. Lãnh đạo Kalashnikov Alan Losnikov nói, chúng tôi tin rằng PPK-20 là khẩu súng tiểu liên tốt nhất trên thế giới trong 20 năm tới. Dữ liệu do công ty cung cấp cho thấy, loại súng này có khả năng bắn 800 phát mỗi phút. Theo truyền thông Nga, đạn bắn ra từ súng có sơ tốc gần 470m một giây và có khả năng xuyên thủng áo chống đạn cấp độ 3A, một trong những lớp áo giáp chắc chắn nhất. PPK-20 chỉ nặng dưới 3kg, có bộ điều chỉnh âm thanh, thân súng có đường ray Picatinny, thường được sử dụng trong vũ khí phương Tây. PPK-20 được Kalashnikov giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm Army 2021 vào năm ngoái. Trong khi đó, SVCH hay Chukavin Sniper Rifle là thế hệ súng trường mới, được thiết kế để thay thế súng trường bắn tỉa Dragunov do Liên Xô sản xuất SVD. Khí tài này nhẹ hơn phiên bản tiền nhiệm, có độ chính xác cao hơn và có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.200m. Súng có kích thước nhỏ nên có thể linh hoạt, hoạt động hiệu quả ở cự ly tầm trung và cận. SVCH được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2017 và đã thành công vượt qua các cuộc thử nghiệm hồi năm ngoái. Bên cạnh đó, theo trang Sputnik của Nga, trong năm nay, Moscow cũng có thể hoàn thành thử nghiệm loại siêu pháo tự hành mới.
Khí tài này đang được đánh giá là vũ khí hiện đại và bí ẩn nhất của lực lượng pháo binh Nga. Pháo tự hành Manva được trang bị đạn 152mm, có tầm bắn tối đa lên tới 24,5 km. Đây là loại pháo tự hành trên khung gầm bánh lốp đầu tiên của pháo binh Nga. Nếu thành công, đưa vào hoạt động, đây sẽ là hệ thống vũ khí di động có sức mạnh và tầm hoạt động lớn, trở thành hỏa lực đáng gờm của quân đội xứ Bạch Dương. Phát ngôn viên tập đoàn, nhà sản xuất vũ khí Nga cho biết, vào năm 2021, trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm của đơn vị sản xuất, pháo tự hành đã đảm bảo hoàn thành được các nhiệm vụ kỹ thuật và chiến thuật. Thời gian hoàn thành mọi thử nghiệm đối với pháo Manva là cuối năm 2022. Được biết, song song với quá trình thử nghiệm, Uran Vagon Zavod cũng sẽ tiến hành sản xuất thử một lô Manva đầu tiên. Đáng chú ý, theo RT, quân đội Nga cũng xác nhận tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT được nhà sản xuất tuyên bố là có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng không tồn tại trên trái đất này. Theo RT, quân đội Nga sắp nhận tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT được nhà sản xuất tuyên bố là có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng không tồn tại trên trái đất này. Việc ký kết hợp đồng nhà nước để sản xuất và cung cấp hệ thống tên lửa chiến lược SAMAT đã được công bố ngày 16 tháng 8 trong một diễn đàn quân sự Army 2022 diễn ra ở ngoại ô Moscow. Hợp đồng được ký bởi Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko và Tổng Giám đốc Trung tâm Tên lửa Makiv, ông Vladimir Desya. Phát biểu trên truyền hình Nga vào tháng 5, ông Desya khẳng định tên lửa SAMAT vô phương đánh chặn do thiết kế đặc biệt phức tạp của nó giúp vượt qua nhiều lớp phòng thủ tên lửa. Chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Kalakhev từng cho rằng tên lửa SAMAT có thể di chuyển với quỹ đạo bất thường, bao gồm đi qua Nam Cực. Ông nói thêm, SAMAT là tên lửa quân sự lớn nhất trong lịch sử nhân loại, có đường kính 3 mét và chiều cao tương đương tòa nhà 14 tầng, nó nặng tới hơn 200 tấn. Mặt khác, việc ký kết nhiều hợp đồng quân sự cũng được Nga công bố vào ngày 16 tháng 8. Theo đó, lục quân sẽ sở hữu hệ thống phòng không S-500 Prometheus, phiên bản cải tiến của các loại vũ khí uy lực S-300 và S-400, với tầm bắn lên tới 600 km, hệ thống S-500 có thể đánh chặn tên lửa đối phương ở độ cao lớn. Chưa dừng lại ở đó, truyền thông nhà nước Nga AIA Novosti cho biết, Viện Thiết kế Hàng hải Trung ương Rubin đã công bố bản mẫu của tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân thế hệ tiếp theo tại triển lãm Army 2022, được đặt tên là Arcturus. Đây chính là khí tài được thiết kế chuyên biệt để Nga phòng bị trong trường hợp xung đột nổ ra ở Bắc Cực. Cây viết phân tích quân sự Sutton của tin tức tình báo hải quân Mỹ Naval News cho biết, nhờ những cải tiến trong công nghệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, mà kích thước của Arcturus sẽ giảm 20% so với các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo trước đây của Nga. Ngoài ra, kết cấu của khí tài mới cũng có nhiều khác biệt. Chuyên gia quân sự Joseph Chevitsik chia sẻ với The Wall Zone rằng Arcturus có vẻ nhỏ hơn so với các tàu ngầm lớp Bure trước đó, mặc dù nó có thân tàu rộng hơn. Đây là kiểu thân tàu mà Mỹ và Thụy Điển đã từng thử nghiệm trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Theo Viện Thiết kế Hàng hải Trung ương Rubin, Arcturus có hệ thống đẩy hoàn toàn bằng điện, giúp khả năng cơ động, độ tin cậy và khả năng tàng hình. Hơn nữa, ông Chevitsik chỉ ra, tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân mới được trang bị động cơ bơm nước phản lực, hiệu quả hơn so với các động cơ cánh quạt thông thường. Ngoài ra, Arcturus cũng được trang bị công nghệ chống tiếng vang mới mà Nga đã dùng cho hầu hết các tàu ngầm của mình. Viện Thiết kế Hàng hải Trung ương Rubin cũng nhấn mạnh khả năng tàng hình vẫn là đặc tính quan trọng nhất của tàu ngầm để đối phó với các mối đe dọa từ công nghệ phát hiện ngày càng tân tiến, đặc biệt là các sonar chủ động tần số thấp, chuyên phát hiện tàu ngầm lặn sâu. Đơn vị này cũng lưu ý vì các tàu ngầm thế hệ mới ngày càng hoạt động êm ái hơn, do đó sonar tần số thấp chủ động sẽ là át chủ bài để phát hiện tàu ngầm đối phương. Thưa quý vị, bên cạnh những thiết kế vượt trội, tàu ngầm Arcturus cũng được trang bị nhiều vũ khí khủng, bao gồm các hệ thống tên lửa phương tiện không người lái tự hành dưới nước. Theo chuyên gia Sutton, về việc trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, Arcturus có 12 ống tên lửa, ít hơn tàu ngầm lớp Bure vốn có 16 ống tên lửa. Tuy nhiên, nhờ những cải tiến trong công nghệ, Arcturus chỉ cần mang ít tên lửa, nhưng cũng đủ để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Những tên lửa được trang bị cho tàu ngầm mới có thể là phiên bản được nâng cấp của ASM-56 Bulava, dòng tên lửa được trang bị cho các tàu ngầm lớp Bure tiền nhiệm.
Thậm chí là Atarus cũng có thể sử dụng tên lửa siêu thanh phóng từ tàu ngầm mà Nga đã thử nghiệm vào tháng 10 năm ngoái. Đáng chú ý là Atarus còn có thể triển khai cả máy bay không người lái phóng từ dưới nước để có thể phát hiện các mục tiêu thù địch ở phạm vi rộng ngoài tầm quan sát của tàu ngầm. Chuyên gia quân sự Sutton lưu ý rằng Atarus có thể chở theo 2 hoặc 3 phương tiện không người lái tự hành dưới nước Surrogate V trong các hoạt động tác chiến đối ngầm. Trong đó thì Surrogate V được trang bị sonar mảng lớn, động cơ bơm nước phản lực và hệ thống dò tìm không phát ra âm thanh. Mục tiêu là nhằm phát hiện các dấu vết hóa học và bức xạ từ tàu ngầm đối phương. Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Nga có thể khiến cho Washington phải lo ngại nếu chúng hoạt động quanh các bờ biển của Mỹ. Các tàu ngầm tương lai của Nga như tàu ngầm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Yasen SSGN và tàu ngầm đặc nhiệm Belgorod rõ ràng đã chứng minh được công nghệ tàu ngầm vượt trội của Moscow. Mỹ hiển nhiên cũng không hề kém cạnh. Trang tin 1945 cho biết, sau nhiều năm đau đầu của Hải quân Mỹ, siêu tàu sân bay mới nhất thuộc lớp Ford cũng đã có những tiến triển đáng mong đợi. Việc đóng tàu sân bay có tên Enterprise này đã bắt đầu vào tháng 4 và đến nay hoàn thành ít nhất 15%. Đây là tàu sân bay thứ 3 của lớp Ford, bên cạnh tàu Kennedy cũng đang được chế tạo. Hàng không mẫu hạm này uy lực đến mức nào? Chương trình đóng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ford của Mỹ đã chững lại nhiều năm do vấn đề chi phí và công nghệ. Tàu USS Enterprise có lẽ chưa thể trình làng cho đến năm 2028, nhưng việc chế tạo đang nhanh hơn kế hoạch. Tàu sân bay đầu tiên của lớp Ford, USS Gerald R. Ford, đã liên tục gặp phải trì hoãn, nhưng cuối cùng đã có thể sắp triển khai vào cuối mùa thu năm nay. Tàu Gerald R. Ford sở hữu nhiều loại công nghệ khác biệt, chẳng hạn như hệ thống phóng máy bay điện từ. Những yếu tố này khiến giá tăng vọt lên 12,9 tỷ đô la. Hải quân Mỹ và tập đoàn Huntington Ingalls cho biết sẽ rút kinh nghiệm từ việc chế tạo tàu Ford, áp dụng các bài học trong quá trình đóng tàu Enterprise. Nó sẽ là chiến hạm đầu tiên được chế tạo toàn bộ bằng các kỹ thuật mô hình digital. Là chiến hạm thứ 3 của lớp Ford, tàu Enterprise sẽ có thời gian phục vụ lên tới 50 năm. Nó sẽ thay thế tàu USS Dwight D. Eisenhower và có tiềm năng cho phép máy bay xuất kích nhiều hơn so với con tàu lớp Nimitz. Thậm chí Enterprise có thể sử dụng vũ khí laser khi loại công nghệ này phát triển chín muồi. Hiện tại hai lò phản ứng hạt nhân A1B của tàu sân bay mới sẽ giúp nó chở được ít nhất 75 máy bay và hơn 4.500 thủy thủ. Tàu Enterprise có lượng choán nước 100.000 tấn. Nó sẽ mang tên lửa RIM-162 Evolved Sea Sparrow để phòng thủ chống lại tên lửa của đối phương. Và RIM-116 Rolling Airframe sẽ là một vũ khí phòng không mạnh mẽ khác của tàu sân bay này. Reuters đưa tin, quân đội Mỹ hôm 16 tháng 8 cho biết vừa tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III. Theo tuyên bố của quân đội Mỹ, buổi thử nghiệm cho thấy sự sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân của Mỹ và tăng niềm tin về hiệu quả của các biện pháp răn đe hạt nhân của quốc gia. Theo Reuters, quân đội Mỹ nói có khoảng 300 cuộc thử nghiệm như vậy đã xảy ra trước đó, và đây không phải là kết quả của bất kỳ sự kiện toàn cầu cụ thể nào. Hồi tháng 4, quân đội Mỹ cũng đã hủy bỏ một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III. Sự trì hoãn đó nhằm giảm căng thẳng hạt nhân với Nga khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tên lửa Minuteman III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân là chìa khóa trong kho vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ. Tên lửa có tầm bắn hơn 9.660 km/h và có thể di chuyển với tốc độ khoảng 24.000 km/h. Cũng liên quan đến câu chuyện sức mạnh hạt nhân của Mỹ, theo quyển sách Rage phát hành vào năm 2020, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng hé lộ Mỹ sở hữu một hệ thống vũ khí hạt nhân bí mật mà không ai khác có được. Thực hư ra sao? Theo trang tin Insider, cựu Tổng thống Donald Trump từng hé lộ với phóng viên những thông tin hạt nhân mà ông có được trong quyển sách Rage tạm dịch cơn thịnh nộ của tác giả Bob Woodward phát hành vào năm 2020. Nhà báo đã kể lại chi tiết cuộc trò chuyện với ông Trump vào năm 2019. Khi đó, chủ nhân Nhà Trắng đã mô tả về một hệ thống vũ khí hạt nhân bí ẩn mà ông Trump nói do chính mình tạo ra. Tôi
tôi đã xây dựng một hệ thống vũ khí hạt nhân mà chưa ai ở nước này từng có. Chúng ta có những thứ mà ông Putin hay ông Tập chưa bao giờ nghe đến. Điều chúng ta sở hữu thật đáng kinh ngạc, ông Trump được cho là từng nói như vậy. Tác giả Woodward cho biết nhiều nguồn tin đã xác nhận hệ thống vũ khí như trên là có tồn tại, nhưng họ bất ngờ khi ông Trump tiết lộ nó. Vừa qua, đặc vụ FBI đã khám xét dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump. Bộ Tư pháp không cho biết các nhà điều tra tìm kiếm thứ gì, nhưng tờ Washington Post cho hay một trong những điều mà đặc vụ liên bang muốn phát hiện có liên quan đến tài liệu hạt nhân. Ông Trump gọi thông tin nói trên là sự bịa đặt. Viết trên trang mạng xã hội Truth Social, cựu tổng thống cho rằng vấn đề vũ khí hạt nhân là một cú lừa, cũng giống như vấn đề về Nga hai lần luận tội, cuộc điều tra Mueller và những vụ lừa bịp khác. Thưa quý vị, một diễn biến đáng chú ý trong bức tranh toàn cảnh thế giới tuần qua là chảo lửa sôi sục ở Đông Âu, khi nhiều cơ sở tại các khu vực mà Nga kiểm soát, nhất là trên bán đảo Crimea, đã liên tục bị tấn công. Hãng thông tấn AIA Novosti của Nga hôm 16 tháng 8 đưa tin một trạm biến áp đã bốc cháy sau một vụ nổ tại thị trấn Dzhankoy ở bán đảo Crimea. Một số thông tin cho thấy dường như Kiev đang có động thái phản công nhưng chỉ với quy mô nhỏ lẻ. Cũng trong ngày 16 tháng 8, một kho đạn đã phát nổ ở phía Bắc Crimea. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, dẫn nguồn từ chính quyền khu định cư Maiskoi ở phía Bắc bán đảo. Bán đảo Crimea giáp với tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine, nơi đang do Moscow kiểm soát, và gần vùng Zaporizhia phía đông nam Ukraine hiện do Nga kiểm soát một phần. Chưa dừng lại ở đó, ít nhất 4 vụ nổ làm rung chuyển khu vực gần sân bay quân sự chủ chốt của Nga ở bán đảo Crimea vào ngày 18 tháng 8, theo Reuters dẫn 3 nguồn tin của địa phương cho biết. Theo các nguồn tin của Reuters, chuỗi vụ nổ xảy ra gần căn cứ Belbek phía bắc Sevastopol. Thống đốc của Sevastopol nói rằng, theo nguồn tin sơ bộ của ông, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái Ukraine. Không có thiệt hại, không ai bị thương. Theo thống đốc Mikhail Ravozayev viết trên kênh Telegram, theo Reuters, hình ảnh trên một trang tin điện tử Ukraine cho thấy có vẻ rocket đã phóng vào ban đêm, gây ra ít nhất 2 vụ nổ. Hiện Reuters chưa thể xác thực nội dung của video. Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014, là nơi cung cấp hậu cần quan trọng cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Moscow ngày 16 tháng 8 đổ lỗi, quân phá hoại đã gây ra chuỗi vụ nổ ở một kho đạn của bán đảo. Ngoài ra, cú nổ còn diễn ra ở một căn cứ không quân khác mà Nga từng nói là do tai nạn. Theo đài CNN của Mỹ, một báo cáo nội bộ của chính phủ Ukraine cho thấy lực lượng của Kiev chính là bên đứng đằng sau các vụ nổ gần đây trên bán đảo Crimea, khu vực hiện do Nga kiểm soát. Theo CNN, Ukraine có liên quan đến các vụ nổ căn cứ không quân Nga ngày 9 tháng 8, cùng với vụ tàn phá kho đạn và sân bay hôm 16 tháng 8. Các báo cáo nói rằng các vụ tấn công là bằng chứng về năng lực quân sự của Ukraine để có thể tấn công vào Crimea. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các vụ nổ kho đạn ngày 16 tháng 8 được xem như là hành động phá hoại. Chính phủ Ukraine không chính thức thừa nhận mọi liên quan trong vụ việc. Theo tờ Guardian, một cố vấn cấp cao cho Tổng thống Ukraine nghĩ rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang rơi vào thế bế tắc về chiến lược. Trong một video vừa được công bố, cố vấn Oleksiy Arestovych cho rằng lực lượng Nga chỉ có thể tiến công tối thiểu trong khi Ukraine cũng phản công ở nhiều khu vực kể từ tháng 7. Điều chúng ta nhìn thấy là một sự bế tắc chiến lược, vị cố vấn nói thêm. Lực lượng Ukraine ngày 11 tháng 7 cho biết họ đã đẩy lùi đòn tấn công của Nga ở tỉnh Kherson ở miền Nam. Món tiền cược của Nga trong xung đột này đã tăng lên, cố vấn Arestovych nói thêm. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng Nga cũng đang điều chuyển thêm tiêm kích về sâu hơn ở bán đảo Crimea, tránh xa phạm vi tấn công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine tối 17 tháng 8 thông báo Nga đang khẩn trương di chuyển các máy bay và trực thăng về sâu hơn trên bán đảo Crimea. Sau các đòn tập kích gần đây, một số thiết bị nơi tiền tuyến của Nga đã được đưa về căn cứ hậu phương. Trong khi đó, CNN dẫn lời quan chức Ukraine cho hay quân đội Nga ở khu vực miền nam Ukraine đang gặp khó khăn khi các hệ thống tầm xa của Ukraine đang nhắm vào các đường tiếp tế của Moscow. Cụ thể, Ivan Fedorov, thị trưởng thành phố Melitopol thông báo lực lượng Ukraine vào cuối tuần trước phá hủy một cây cầu đường sắt phía tây nam thành phố, khiến tuyến đường tiếp tế của Nga trở nên rối loạn hơn. Đối phương sử dụng Melitopol làm trung tâm hậu cần cho việc vận chuyển, trung chuyển đạn dược và khí tài hạng nặng.
đối phương vận chuyển phần lớn đạn dược bằng đường sắt, ông Fedorov cho hay. Ngoài ra, theo vị quan chức, lực lượng Nga đang tăng cường an ninh tại Melitopol, kiểm tra dân địa phương. Ông Fedorov thông báo, cơ quan an ninh Nga FSB, lính dự bị Nga và các đơn vị đặc biệt của Chechnya đã có mặt tại thành phố. Ông nói có tới 6.000 người đang xếp hàng chờ rời khỏi thành phố. Ở diễn biến khác, theo hãng tin CCTV của Trung Quốc, Nga ngày 15 tháng 8 khẳng định đã loại trừ hơn 100 lính đánh thuê nước ngoài ở thành phố Kharkiv. Cùng lúc đó, Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã đẩy lùi nhiều đòn tấn công của Nga ở Kharkiv và Donetsk. Trong cuộc họp báo thường nhật ngày 15 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo không quân nước này đã dùng vũ khí chính xác để tiêu diệt hơn 100 lính đánh thuê và làm bị thương 50 chiến binh khác từ Ba Lan và Đức ở gần thành phố Kharkiv. Thông báo của Bộ nói thêm, lực lượng Nga đã thực hiện nhiều đòn tập kích vào kho đạn và kho nhiên liệu của Ukraine ở tỉnh Kharkiv. Cùng ngày 15 tháng 8, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân Nga cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở tỉnh Kharkiv, nhưng bị đánh trả. Phía Kiev lưu ý, Nga còn muốn tiến công ở Slovyan, Kramatorsk và Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk, nhưng đều thất bại. Trong một diễn biến khác, hãng tin Sputnik của Nga ngày 15 tháng 8 dẫn lời Dịch vụ An ninh Liên bang, FSB hé lộ, đã phát hiện tình báo Ukraine lên kế hoạch tấn công vào các cơ sở dầu và khí Nga ở tỉnh Volgograd. Đáng chú ý, hôm 16 tháng 8, Reuters dẫn thông tin từ phía Anh Quốc cho biết hạm đội Biển Đen của Nga hiện đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát vùng biển với các cuộc tuần tra thường giới hạn ở vùng biển trong tầm nhìn của bờ biển Crimea. Theo Bộ Quốc phòng Anh, hạm đội Biển Đen tiếp tục sử dụng tên lửa hành trình tầm xa để hỗ trợ các cuộc tấn công mặt đất, nhưng đang giữ thế phòng thủ chặt chẽ. Bản cập nhật tình báo cho biết thêm, hiệu quả hạn chế hiện tại của hạm đội Đen làm suy yếu chiến lược tổng thể của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, đồng thời khả năng đổ bộ lên Odessa phần lớn bị vô hiệu hóa. Reuters trích lời Bộ Quốc phòng Anh nhận định. Thưa quý vị, hiện nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu đang là tâm điểm trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thời gian qua, cơ sở này đã liên tục bị không kích, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Trước hiểm họa nhãn tiền, theo Reuters hôm 17 tháng 8, chính quyền Ukraine ở Zaporizhia đã tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó với thảm họa hạt nhân trong nhiều ngày liên tiếp. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Huluschenko cho biết, chính phủ của ông rất quan tâm đến sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nơi mà Nga đã kiểm soát từ thời gian đầu phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhà máy chỉ cách vùng Zaporizhia mà Ukraine quản lý khoảng 50 km. Ông Haluschenko đã kêu gọi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA không nhắm mắt làm ngơ trước tình hình an ninh phức tạp tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Cả Ukraine và Nga đều muốn các thanh sát viên của IAEA đến thăm nhà máy Zaporizhia. Ông Rafael Grossi, lãnh đạo IAEA, bày tỏ sẵn sàng dẫn đầu một phái bộ tiến hành nhiệm vụ trên. Thêm một diễn biến đáng chú ý đến khủng hoảng Đông Âu. Theo Newsweek, ngày 15 tháng 8, tình báo Ukraine vừa tiết lộ các lực lượng Nga đang lên kế hoạch pháo kích lớn vào nước này trong tuần tới. Mối đe dọa từ các cuộc pháo kích lớn vào lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa S-300 là rõ ràng. Xem xét sự xuất hiện của một số đoàn tàu từ Nga trước ngày 20 tháng 8, rõ ràng là Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 8. Trung tâm truyền thông chiến lược có trụ sở ở Ukraine, Statcom, viết trên Telegram hôm 18 tháng 8, Kiev Post đưa tin. Ngày 24 tháng 8 đánh dấu ngày độc lập lần thứ 31 của Ukraine, tôn vinh việc thông qua tuyên ngôn độc lập của Ukraine khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1991. Đầu tháng này, tổ chức phi chính phủ trên cho biết các đoàn tàu Nga được trang bị đạn dược hạng nặng, bao gồm tên lửa, đã hướng tới biên giới Ukraine. Theo Statcom, đoàn tàu sẽ đến nơi vào ngày 20 tháng 8, chỉ vài ngày trước ngày lễ lớn. Theo Newsweek, các quan chức Ukraine gần đây cũng đã chuẩn bị cho kịch bản Nga tấn công vào ngày độc lập. Đại tá Oleg Danov nhận định trên truyền hình rằng các hoạt động được tiến hành ở Belarus bởi ngay từ đầu, Tổng thống Alexander Lukashenko đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tích lũy lực lượng. Luôn luôn có một mối đe dọa từ lãnh thổ của Belarus. Chúng tôi chắc chắn phải chuẩn bị cho viễn cảnh các cuộc tấn công tên lửa. Yuri Inat, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, nói với báo giới hôm 16 tháng 8. Ông Inat nhấn mạnh, Nga luôn sử dụng một số ngày đặc biệt như ngày độc lập của Ukraine để tiến hành cái gọi là lời chúc mừng. Theo Newsweek, vừa qua,
Cục tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine đã chia sẻ đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa một người lính Nga và mẹ của anh ta. Trong đó, anh ta nói rằng Nga đoán các lực lượng Ukraine sẽ tổ chức một cuộc phản công. Họ muốn tổ chức một buổi biểu diễn để đánh dấu ngày độc lập, người lính Nga nói. Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden chỉ trích Belarus đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ nước này nhằm dàn dựng chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thưa quý vị, không chỉ khu vực châu Á, Thái Bình Dương hay Đông Âu, ngòi nổ căng thẳng cũng đã bùng phát và kéo dài âm ỉ ở nhiều khu vực khác trên thế giới, tiêu biểu là Trung Đông. Quân đội Israel hôm 15 tháng 8 cho biết họ đã vô hiệu hóa một đường hầm do nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas cầm quyền ở Gaza đào. Đường hầm này giúp vận chuyển người và vũ khí từ Gaza để tấn công vào lãnh thổ Israel. Các tay súng Palestine được cho là thường xuyên sử dụng hầm dưới lòng đất để qua mặt lực lượng an ninh Israel. Từ đó họ phát hiện nhiều công nghệ hiện đại để đào hầm nhằm đủ sức chống lại những đợt oanh kích của không quân nhà nước Do Thái. Trong cuộc xung đột ở Gaza năm 2014, Israel rất khó để tiêu diệt được các chiến binh Hồi giáo cực đoan do họ đã lẩn trốn xuống hầm. Trong những năm gần đây, Israel cũng liên tục vô hiệu hóa một số đường hầm như vậy, nối giải Gaza từ lãnh thổ Israel. Phát ngôn viên của Hamas, ông Faji Hahom cho biết họ có quyền sử dụng mọi công nghệ của mình để ứng dụng các mục đích dân sự lẫn quân sự. Israel đã diễn giải sai lệch về mục đích đào hầm của họ về thế giới. Thông báo của Israel được đưa ra một tuần sau khi bạo lực bùng phát tại giải Gaza. Israel đã oanh tạc rất nhiều mục tiêu của nhóm vũ trang Jihad. Ngược lại, Jihad cũng bắn hàng trăm rocket về phía lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, phần lớn đều bị hệ thống vòm sắt đánh chặn. Nhóm Jihad gọi tắt là BIJ là tổ chức cực đoan do Iran hậu thuẫn. Nhóm này hoạt động độc lập với Hamas vốn đang làm chủ giải Gaza, nhưng được xem là liều lĩnh hơn. Israel nhiều lần cho biết họ sẽ không để BIJ có thời gian chuẩn bị để phát động những cuộc tấn công vào lãnh thổ nước mình. Đáng chú ý, tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào các đồn biên phòng ở khu vực biên giới phía bắc Syria. Cơ quan giám sát nhân quyền Syria SOHR cho biết, các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria đã khiến ít nhất 17 binh lính thiệt mạng. Cơ quan có trụ sở tại Anh không nêu rõ những nạn nhân thuộc lực lượng chính phủ Syria hay lực lượng dân quân người Kurd. Trong khi đó, hãng thông tấn trung ương Syria SANA cho biết, lực lượng vũ trang Syria đã đáp trả hành động gây hấn, gây thiệt hại nghiêm trọng của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo SANA, vụ việc khiến 3 binh sĩ Syria thiệt mạng và 6 người khác bị thương. SANA nêu rõ, bất kỳ cuộc tấn công nào vào tiền đồn của quân đội chúng tôi sẽ bị đáp trả ngay lập tức. Được biết, cuộc không kích trên diễn ra gần thị trấn Kobane do người Kurd kiểm soát, nơi đã chứng kiến cuộc đụng độ giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng dân quân người Kurd trong đêm 15 tháng 8 theo giờ địa phương. Kể từ giữa tháng 7, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai nhiều đợt tấn công nhằm vào các chiến binh người Kurd trên lãnh thổ Syria. Giới phân tích nhận định, các căng thẳng như trên có thể phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria kéo dài gần một năm qua và châm ngòi cho một cuộc xung đột mới. Serbia, Kosovo cũng đang có nhiều mâu thuẫn đáng quan ngại. Reuters đưa tin Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại Kosovo sẽ sẵn sàng can thiệp nếu Serbia và Kosovo rơi vào bất ổn. Ông Stoltenberg đã kêu gọi hai nước vùng Tây Balkan kiềm chế và lực lượng gìn giữ hòa bình KFOR sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo một môi trường an toàn và an ninh tự do đi lại cho tất cả người dân Kosovo. Được biết căng thẳng giữa hai nước đã nổ ra do Kosovo yêu cầu những người Serbia sống ở phía bắc nước này, nhưng được Serbia hậu thuẫn phải sử dụng biển số xe do Kosovo cấp. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết, ông sẽ có cuộc đàm phán khó khăn với Thủ tướng Kosovo Albin Kurti vào hôm nay 18 tháng 8. Ông nhấn mạnh, các nước láng giềng phía Tây Ban Căng bất đồng về hầu hết mọi thứ, nhưng hòa bình và ổn định vẫn là ưu tiên. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ bao gồm một loạt các vấn đề bao gồm quyền tự trị lớn hơn cho các thành phố ở miền Bắc Kosovo, với đa số người Serb đang sinh sống. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới trong tuần của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau.